chim pháo kìa các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã hô phục được ẻm rồi nha quý mực cô chú. Đây đây bằng con cá này quá cũng cỡ đó rồi nha ta ơi. Đây nè quý mực cô chú, nhìn hấp dẫn cô chú để thiệt luôn á. Ông con cá đó ú hơn con cá này nha. Ui da. Bóp mạnh vô. Mạnh vô. Đây. Ôi, ôi nó mới vừa ăn tới luôn nè quý cô chú. Con cá này nó không có ú bằng cá đó. Ôi, xíu nó là vụt rồi. Nó dính có một chút xíu rồi siêu luôn nè. Nó không phải là có trứng nha cả nhà, con cá này là bèo ở trong chậu á. Mất tiêu quá. Nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu cái lưỡi à. Đây. Bỏ cái cần của mình. Mình đổi cần nó mới dính đó cả nhà. Đi thôi, đi theo mình nữa nha. Cái cọng dây này nó chắc im ra luôn rồi ha. Nè. Ông ấy mình mượn rồi mình tịch thu luôn có được không ta? Đây, hồi nãy là cái chỗ này nha. Mình thả xuống lại nha. Mình la quá chắc mấy con cá nó quản hết trơn luôn đó mọi người. Ở ngoài đó nó bụp bụp luôn. Đó. Cái thằng thôi cũng thằng. Cái cá nó ra đó. Buông xuống thử, buông chị buông xuống cho cái thằng nó chịu xuống không? Còn cá dính không? Vô hả? Dạ cái cây đó nó có gãy nó dài đó. Gãy chứ không gãy. Vô hả? Còn ừ, còn kìa. Ơi, đã quá mà cô chú ơi.
bữa chơi vãi lửa luôn nè mọi người. Anh em mình tưởng là giọt rồi đó cả nhà, ai vậy nó không có giọt nha, nó bự bành luôn. Đây. Mẹ. Ui, để quá đi thôi. Ui ui ui. Mọi người thấy rõ không ta? Ơi, camera anh lại giật đi, anh lại giật đi, em giật xui quá. À. Mất vào rồi. Chưa hắn dây nha, nào hắn dây mới được. Dính lại, dính lại, dính lại. Đây là mình nhường cho camera giật kia cả nhà, càng có hàng đó. Ơi, hay quá à. Lần nào hắn giật cũng đột hết trơn anh giật. Ấy, anh giật là dính à, nên mình nhường cho anh giật á. Bự không mà ha. Quá đã luôn mà cô chú ơi, cô nhà thấy con cá chưa? Ồ, con cá nó bự kìa, con cá nó bự bằng cái tay, bằng mắt, bằng cái đó, bằng cái bàn tay luôn mà cô chú. Đây, trời ơi nó bự kìa, đã gì chứ? Mười điểm, mười điểm. Ở đây, đây, cái chặn cố hồi nãy có làm kìa khác gì nè, cô mới chèo tao trên chút. Ủa, em mua à? Chắc là hết mồi hay gì vậy? Trời ơi. Con giọt nãy hả? Khoái không? Thấy giọt, giọt nhiều con lắm. Quá yên. Ôi, cái con này nó quá bự luôn á. Cái con này là con bự nhất luôn nè. Do là anh Caramel ảnh câu hay quá nên thôi mình quay cho ảnh câu luôn nha quấn bực cơ chú. Chứ mình câu lâu dính quá rồi không biết quay nó cũng không có hay nữa. Quay mà câu dính cá bụp 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 nó mới đã mọi người. Bỏ xuống gị gị giật lên cá bự gì nó mới đã. Chị Pháo ơi, chị Pháo ơi, Caramel ơi, Caramel này mất tiêu Pháo luôn rồi. Không dây à. Ơi nhưng mà không dính cá mà mắc vòi luôn được. Quý mời cô chú nhìn nè, hay thiệt chứ. Giột nữa. Con thứ ba. Đau lòng thiệt chứ. Làm anh Caramel, anh bỏ dép anh chạy. Cất quần luôn vậy đó. Rồi luôn. Tức thiệt chứ, bữa nay mình rao đâu á mọi người ơi. Buồn quá à. Tiếc ghê luôn. Ấy. Ấy, gọi con không? Không tao chưa thấy con cá nè. Vô coi. Ấy ấy trời 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 trời. Vô hả? Trời ơi uổng ra giục con cá nữa quá một cô chú. Rồi qua đây coi. Giục con cá rồi đi vô luôn rồi cả nhà. Dạ quý ông bà cô chú ơi, thì hai anh em mình do có công việc á nên mình cũng đi vô chứ không phải hai anh em mình câu nữa rồi đó cả nhà. Bây giờ hàng sẽ khoe hàng quả cho quý ông bà cô chú mình coi nha. Trời ơi bộn lắm luôn á cả nhà ơi. Đây mọi người cùng coi nha. Ủa trời ơi cái con đó nó bự nhất luôn cái gì á. Công nhận ha, đâu không dính thôi ha, chứ họ dính tận là cá bự không mà cả nhà. Đó. Trời ơi có ai mua không, một ký, một ký này cá này mắc lắm á. Thôi mình bán ký 50.000 thôi nha. Cái này cũng cả ký luôn. 2, 4, 6, 8. Ôi đủ 10 con luôn.
được 10 cô luôn mà mấy cái con mình câu nó bự ha. Đây, ơi 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 ơi. Nó lóc hay lắm. Dạ thì Hằng cũng xin kết thúc video tại đây nha quý mực cô chú. Nếu có nhà thấy video của Hằng hay thì cho Hằng một like và đăng ký kênh nha. Bye bye cả nhà. Con cá này là Hằng bị liệu luôn á. Mình đổ nó vô lại thôi. Mình gọng lại nha. Tại vì anh cameraman ảnh đi chơi với gợi nên bữa nào mình quay nó ăn sao vậy.